Xin chào tất cả chị em thân yêu của Lan Lâm Beauty ạ. Trong cái video này thì em xin phép được hướng dẫn các chị rửa mặt đúng cách theo phương pháp của Lan Lâm Beauty. Như chúng ta đã biết, hiện nay 99,9% chị em phụ nữ Việt Nam đang gặp phải vấn đề là gì ạ? Mụn cám, mụn đầu đen, lỗ chân lông to, rồi là gì ạ? Mụn trứng cá. Và một trong những nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng đó chính là do hàng ngày các chị rửa mặt chưa đúng cách, rửa mặt chưa sạch và sản phẩm sử dụng chưa phù hợp. Và trong cái video này, em xin được hướng dẫn các chị rửa mặt chuẩn đúng cách của Lan Lâm Beauty. Hiện nay trên các thông tin trên mạng thì hướng dẫn chúng ta rất nhiều cách để làm sạch. Từ cái việc là gì ạ? Dùng máy sữa rửa mặt đúng không ạ? Dùng sản phẩm hỗ trợ và dùng các công cụ, nhưng mà hầu như không có cải thiện nhiều. Khách hàng của Lan Lâm Beauty vẫn kêu rằng là gì ạ? Da em mụn cám, mụn đầu đen, chân lông to, rồi bít tắc chân lông, rồi là gì ạ? Mụn trứng cá rất là nhiều. Nhưng mà gì ạ? Từ khi khách hàng rửa mặt theo hướng dẫn của Lan Lâm Beauty thì là gì ạ? Không những da rẻ mịn màng, sạch sẽ, chân lông se khít, da căng bóng, hồng hào, giảm cả mụn trứng cá, mỡ cả nám, mà còn gì ạ? Cơ thể còn trở nên khỏe mạnh, tươi vui, tỉnh táo. Và cách rửa mặt của Lan Lâm Beauty có kế thừa và phát huy cái cách rửa mặt của ông bà cha ta thời xưa, và kết hợp thêm với một trong những đại giản thuật của phương pháp diện trần. Và chúng ta đã biết được rằng khuôn mặt chúng ta không chỉ là nơi đại diện trong một cơ thể con người, mà nó còn là nơi phản chiếu từ đầu mình chân tay đến lục phủ ngũ tạng. Vì thế là gì ạ? Khi việc chúng ta tác động lên khuôn mặt là tác động đến toàn bộ cơ thể, đến toàn bộ tim gan cật phổi chúng ta. Và nếu như chúng ta biết cách thì sẽ giúp là gì ạ? Cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Và Lan Lâm Beauty cam kết là gì ạ? Chỉ cần các bạn có một nọ sữa rửa mặt, một nọ nước pho hoa hồng phù hợp với cái loại da các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì mỹ phẩm giống như thuốc bệnh, chúng ta phải chọn sản phẩm phù hợp với da chúng ta, đúng không ạ? Và cái thứ hai, chúng ta rửa mặt theo đúng hướng dẫn của Lan Lâm Beauty sau đây thì sau một tuần thôi, Lan Lâm Beauty cam kết là gì ạ? Các bạn sẽ thấy là gì ạ? Da rẻ, mịn màng, sạch mụn cám, sạch mụn đầu đen, chân lông se khít, nó đóng lại nhỏ hơn, và gì ạ? Và da rẻ hồng hào, tươi nhuận, xóa nếp nhăn, trừ được nám, trừ được mụn. Và đặc biệt là gì ạ? Với cách rửa mặt của Lan Lâm Beauty thì nó còn giúp ngăn ngừa, đẩy bệnh những tới là gì ạ? 23 loại bệnh. Chúng ta hãy thử đi, thực hiện sau một tuần thôi và các bạn sẽ thấy gặt hái những kết quả vô cùng tuyệt vời. Và hôm nay em xin được hướng dẫn các chị rửa mặt, và để ngắn gọn hơn thì Lan Lâm Beauty xin phép là gì ạ? Đi vào cái bước rửa mặt ngay, bởi vì chúng ta biết là trong cái quy trình rửa mặt chúng ta cần phải tẩy trang đúng không ạ, có tẩy da chết và rửa mặt đúng không ạ, nhưng mà em xin phép được đi vào hướng dẫn rửa mặt ngay. Chúng ta theo dõi sau đây nhé. Để rửa mặt theo đúng phương pháp của Lan Lâm Beauty, chúng ta sẽ cần có một chiếc khăn bông sạch. Tốt nhất là chọn khăn bông mềm và không có nhuộm màu. Và cái thứ hai, chúng ta sẽ cần có một cái tuýp sữa rửa mặt phù hợp với loại da của chúng ta. Thứ ba, chúng ta nên sử dụng nước ấm để rửa mặt. Và cái bước đầu tiên, chúng ta là gì ạ? Sẽ rửa sạch tay và té nước lên mặt. Rồi là gì ạ? Cho sữa mặt lên lòng bàn tay, xoa bông lên và mát xa mặt. Nguyên tắc đầu tiên là không được để sữa mặt quá 1 phút trên mặt. Trung bình chúng ta chỉ massage 30 giây thôi. Sau đó chúng ta múc nước, té hết xà phòng, hết trơn, hết nhờn đi. Sau đó hạt hết trơn, hết nhờn rồi, chúng ta sẽ chuyển qua cái bước thứ hai. Đó chính là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng hai ngón tay trỏ. Chỉ được phép dùng hai ngón tay trỏ thôi nhé, không dùng cả bàn tay đâu ạ. Hai ngón tay trỏ mân mê một cách nhẹ nhàng toàn bộ khuôn mặt chúng ta. Chúng ta đẩy lên mạnh hơn một chút xíu và kéo xuống nhẹ. Đẩy mạnh hơn một chút xíu và kéo xuống nhẹ. Mân mê ở khu vực này chúng ta kéo ngang. Chúng ta kéo ngang. Đường này chúng ta gì ạ? Kéo lên xuống. Đẩy lên mạnh và kéo xuống nhẹ. Vùng mũi chúng ta gì ạ? Chúng ta cũng kéo như này. Và chúng ta dùng hai ngón tay mân mê. Mân mê làm sao chúng ta cảm thấy dễ. Mân một cách nhẹ nhàng. Chán chúng ta mân mê ngang. Mân mê ngang hoặc mân lên dọc, cảm thấy là tiện và cảm thấy thoải mái thì chúng ta làm. Và cái nguyên tắc là gì ạ? Chúng ta nhẹ nhàng mân mê. Với động tác mân mê này, nó sẽ giúp hỗ trợ làm sạch sâu chân lông hơn, đẩy toàn bộ bã nhờn, bụi bẩn, độc tố trong chân lông chúng ta thoát ra ngoài. Và đồng thời là gì ạ? Kích thích lưu thông khí huyết, đưa khí vào huyết,
nuôi dưỡng cho toàn bộ cái da trên cùng của chúng ta và giúp kích thích cho nó tái sinh da mới, săn chắc làn da, xóa nhăn và se khít cho đàn ông. Và cái việc rửa mặt thế này nó còn là kích thích toàn bộ cái sinh huyệt điều khiển khuôn mặt và kích thích toàn bộ cái sinh huyệt là phản chiếu trong cơ thể chúng ta. Nó làm cho cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh và tỉnh táo, và săn da mặt là gì ạ? Nó giảm hẳn mụn cá mụn đầu đen, giảm hẳn mụn trứng cá, mờ hẳn nám tàn nhang. Và sau khi chúng ta mân mê một loạt như thế này rồi, mân mê toàn bộ khuôn mặt, những bạn nào mà da cặn bã, biết tắc chân lông nhiều thì thấy là gì ạ? Nó da rất nhiều, da chết, mân mê và da mình mịn vô cùng. Sau khi mân mê xong rồi, chúng ta sẽ múc nước té hết sạch phòng, hết ghét, hết ghét, hết da chết đi. Chúng ta múc nước té sạch mặt đi. Và cái bước thứ ba, chúng ta sẽ dùng một chiếc khăn ấm, à chiếc khăn sạch, nhúng vào một chậu nước ấm trung bình là ở độ 30 đến 40 độ C. Sau đó chúng ta là gì ạ? Chúng ta vắt sạch đi, vắt kỹ nước đi. Chúng ta xoa mặt. Chúng ta xoa là gì ạ? Đầu tiên chúng ta xoa vùng trán. Xoa vùng trán. Sau đó chúng ta xoa hai bên má, xoa hai bên má. Sau đó chúng ta xoa miệng, xoa vùng miệng, dùng khăn xoa vùng miệng. Sau đó chúng ta xoa hai tay. Sau đó chúng ta xoa ở gáy. Và mỗi một bộ phận chúng ta cố gắng xoa khoảng tầm 2 đến 3 lần cho nó ấm nóng đi. Thì sau đó da các bạn sạch tuyệt đối và nó sẽ căng bóng và khí huyết lưu thông vô cùng tuyệt vời. Riêng cái động tác xoa mặt này nó giúp đẩy lùi những 20 mấy bệnh cơ các chị nhá. Đẩy lùi 20 mấy bệnh ạ. Và rất nhiều chị bảo là cô em ơi, rửa mặt theo cách của em, huyết áp của chị là gì ạ? Ổn định hơn, người ngợm nó khỏe mạnh, tỉnh táo hơn. Cái này phương pháp y học các chị nhá. Và sau khi mà chúng ta đã rửa mặt rồi, xoa mặt khăn ấm xong rồi thì lập tức là gì ạ? Cầm luôn một chai nước hồng, đổ lòng bàn tay, xoa ngay lên mặt, xoa ngay lên mặt chúng ta trong vòng gì ạ? Trong khoảng 3-5 giây. Và nó sẽ giúp làm gì ạ? Se khít, đóng nài toàn bộ chân lông. Nhưng trước đó nó đã gì ạ? Cung cấp nước, dưỡng chất, nuôi dưỡng chúng ta rất là hiệu quả. Và sau đây em xin phép được là gì ạ? Đi vào cái bước cụ thể chi tiết.